Hello anh em, chào mình đang quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Xin chào anh em, chào mình đã quay trở lại với clip tiếp theo về tựa game One Punch Man. Và hôm nay là ngày thứ 46 nha anh em. Hôm nay là ngày thứ 46 rồi. Đó, hôm nay mình vẫn chưa lên được 900k lực chiến anh em à. Đang là 897k. Để mình xem nữ, phần nữ nhiều quá xá đây nè. Quà từ hội. Ok, lãnh luôn. Thông báo hỏi ai còn USB gương hội thì góp tiếp nha. Chết này, hôm nay hình như là mình quên mở gương hội thì phải anh em. Gọi luôn rồi, tới công chuyện này. Chưa giờ mình lu bu quá, mình quên mở gương hội thì phải. Không biết là nó còn hay không nữa đây anh em. Chắc là mở rồi hết rồi quá. Co, chết luôn rồi anh em ơi. Hội trưởng và hội phó mới có thể là mở. À, ủa, bữa nay hình như là chưa có mở kho thì phải anh em. 14 cái, thành viên 14 giờ là 2 giờ mới góp nãy như là mở kho hội rồi anh em à. 13 giờ, chết rồi. Vậy là mở hết rồi anh em à. Ui, mình bị trễ hết một lần mở gương hội khá là tiếc anh em. Chưa giờ mình lu bu quá cho nên là mình không có lên. Ui, tiếc quá. Bây giờ mình sẽ đi quýnh boss thôi. Đây, bây giờ mình sẽ về và mình sẽ thay cái co của con Genus vô. Hồi trưa tới giờ mình lu bu, mình là kẹt công việc anh em. Cho nên là mình không có vô, mình mở gương hội tiếc thiệt. Anh Hùng skin tặng nha, chúc phúc nè. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Không biết là có anh em nào ở đây chơi chung server với mình coi nè. Tại vì hình như ở trong bên cái server này có khá là nhiều anh em như là xem video của mình sao. Cho nên là ngày nào cũng có mấy anh em kết bạn này kia, cũng có số anh em nói là có xem video của mình nữa. Mà không biết là mình có biết là không biết là có nhiều hay không thì mình không biết anh em. Mình nghĩ là chắc cũng kha khá anh em á. Tại vì làm về chủ đề game này hình như là cũng không có nhiều người làm lắm anh em. Chỉ có khoảng vài YouTuber làm về game này thôi. Trong số đó cũng có mình. Ok, anh em nào xem cái gì nhớ ủng hộ nha anh em, có gì góp ý giúp mình nha. Mấy anh em nào ở chơi chung server luôn thì hay quá. Ôi, mình còn mấy cái thư mình chưa nhận nữa. Ok, đây, hôm nay mình cũng tặng cho mấy anh em trong hội cũng mấy mảnh này. Bây giờ mình nhận tiếp thôi. Đó, còn cái thư gì mình chưa mở nữa hay không ta. Thông báo hội, bữa nay mình nhận được khá là nhiều kim cương ở trong gương kia đó tiểu anh em. Đây, có con cái hội nó mất tiêu trời. Chiêu mộ hội. À đây, ok. Bây giờ mình sẽ vô trong hội. Sáng giờ mình lu bu quá cho nên là mình không có thời gian để mình làm nhiệm vụ này kia các kiểu nè. Đây, bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ quánh nhanh luôn á. Mình nếu mà mình tua nhanh chắc khoảng là được mười mấy triệu anh em. Nếu mà mình chịu khó mình quánh bằng tay chắc có thể là lên được 16, 17 triệu rồi đó. Còn này nếu mà mình tua nhanh thì chắc khoảng được có 14 á. Chắc là tầm khoảng cỡ đó anh em. Để mình xem thử được bao nhiêu. Mình cũng qua nay mình cũng không có tua nhanh nữa. 15 triệu 9 anh em à. Được 15 triệu 9 đam. Cũng được ha. Hiện tại bây giờ mình đang dồn mình up cho cái con Fubuki. Để vài bữa nữa mình kiếm cái kỹ vật của nó. Để mà up lên cho em đó luôn. Pin. Trời ơi chắc ông kia. Để không có vị trí ở kênh chắc hỏi đó ông lắm. Ok, thì nãy có phân công rồi cho nên là mình đã đi theo đúng vị trí. À cái này là cái này là nhắn tin hồi lúc 11 giờ trưa. 1 giờ trưa lúc đó mình cũng đã như là di chuyển lại cái vị trí đó rồi anh em. Thì mỗi ngày thì con ngày nào mà có thi đấu hội thì mấy anh em có thông báo ở trên hội hết vị trí để mà mấy anh em có thể là đi đến đó điểm danh thôi anh em. Ông Bin này ông cũng có xem video của mình đó. Hôm bữa ông nói ổng có xem video của mình. Đó, mình đã lên được 897k rồi anh em. Bây giờ mình đang định mình sẽ đập cho cái con bi vàng của mình lên luôn. Đập cho em lên 5 sao luôn anh em à. Đây, còn thiếu một tí xíu thôi anh em, còn thiếu một tí xíu nữa thôi. Đây cái mấy cái mảnh nè. Nếu mà hôm nay mình càng quét cái này được 9 ha. 9 là đủ anh em à. Đây, thôi lỡ rồi, quất đi anh em. Mai mình sẽ quét tiếp mấy con khác.
Đây mình sẽ up cho cái con Kabuto lên. Lỡ đây có 180 kim cương thôi, nó hơi xài nó hơi lãng phí một xíu, nhưng mà kệ nè, ngứa tay quá. Đập cho nó lên luôn cho rồi. Đó. Ok, để mình soi thử cái kỹ năng của con bi vàng. Hiện tại giờ là sụp đổ, gây cho mục tiêu bị tấn công sát thương chuẩn bằng 10. Cái này lộn, cái này chứ tuyệt kỹ này chứ anh em, phải không? Khi mà anh em lên 5 sao thì như đã tăng cái tuyệt kỹ này nè anh em à. Để mình xem thử, hình như là cái tuyệt kỹ này anh em, hay là cái này ta. À đây đây đây, cái này, cái bên này anh em à. Nếu phe địch có nhân vật bị sụp đổ thì gây cho mục tiêu thêm 10% tấn công. Cứ thêm một kẻ địch sụp đổ sẽ gây thêm sát thương chuẩn bằng 10% anh em à. Đó, 10%, 10% với lại 18.650 nha anh em. Bây giờ mình sẽ up cho con bi vàng lên 5 sao thử xem sao. Ok, chắc là lên được 900k rồi anh em à. Lên được thêm có vài k nữa thôi. Ok, cộng được thêm ngàn mấy nữa, 902 rồi anh em. Thì bây giờ mình sẽ xem được cái kỹ năng lên 15% rồi anh em à. Lên 15%. Đó, hồi nãy là 10% thôi, bây giờ mình up lên 5 sao thì mình lên được 15% anh em. Ok, ngon lành củ hành luôn, hồi nãy mình thay cái co lại rồi đó anh em. Đó, ngon lành củ hành, con tướng 5 sao đầu tiên của nông dân. Đây là con đầu tiên anh em, con tướng 5 sao đầu tiên của mình luôn á. Nào giờ mình toàn là 4 sao không à. Đây anh em thấy không? Mình không có đồ để mà mình đập nó lên 5 sao con Kuki nè, không biết mình có để mình đập lên 5 sao được hay không anh em. Hiện tại bây giờ còn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái anh em à, 18 x 6 hơi bị nhiều anh em, 90, 18 x 5 là 90 rồi, 90 thêm 18 là 108 anh em à. Mình cần phải có 108 mảnh đó, nhưng mà mình đủ anh em à, mình đủ nè. Đây, mình còn khá là nhiều mấy cái mảnh này. Nếu bây giờ mình 40 nữa là lên được 110 luôn, đó, 40 nữa lên được 110 anh em, mình đủ để mình đập con này lên. Bây giờ mình cần phải kiếm một cái vé thu hồi để mình thu hồi con Vaccine Man lại và mình up cái con Fubuki lên 5 sao luôn. Là khá là ngon anh em, cực ngon luôn. Đấy, up cho em nó lên 5 sao luôn anh em à. Bây giờ không biết là mình có thể là mình up cái con mặt nạ lên 5 sao hay không. Ui quên, nó trời sáng giờ mình quên mua trang bị tím anh em à. Không lấp lánh anh em à, tấn công nó lại miễn thương, khá là nhỏ. Mình kiếm mấy cái món mà tấn công phòng độ, lộn, tấn công với đẩy tốc độ này kia anh em, HP với đẩy tấn công cũng được, tấn công phần trăm á. Kiếm mãi không ra anh em ơi. Số mình nó đen lắm, số mình đã nông dân nghèo mà còn gặp vận đen á anh em à. Phúc lợi. Trời ơi quên nhận là trưa nay, tại vì hồi trưa nay mình bị kẹt khách anh em. Kẹt khách cho nên là mình không có, trưa nay mình không có chơi được. Đen thiệt chứ. Nhiệm vụ hoàn thành nè, nhiệm vụ tuần nhận. Ok, được thêm 1.800 điểm nữa, lên được 27 anh em. Ôi, nhận được khá là nhiều anh em ạ. Kích hoạt Battle Pass thì mình mới nhận được nguyên một ống luôn rồi anh em. Hôm nào quẩn quá mình sẽ đập lấy cái Battle Pass để mà chơi luôn anh em. Chi viện anh hùng, nhận hết cái đống rồi luôn đi. Đấy. Ôi trời, Battle Pass bên dưới nhận được thêm mấy cái vé tiếp tế với lại vé chiêu mộ nữa nè. Để hôm nào mình quẩn mình đập vô chơi, đập vô kiếm thử xem sao. Phụ kiện đáy biển rơi ít 4 anh em à, khá là ngon nha. Ôi, sao mình có ít 1 anh ta, đáy biển đỏ mới ở đáy biển cam mới ít 4 anh em, còn đáy biển thường này không có ít 4 là vậy. Đáy biển cam nó mới ít 4. Ôi thẻ ốc sao hên với nè, hên với anh em à. Bây giờ nó còn 1-2, bây giờ mình sẽ mở đử nhân phẩm đúng sao. Đáy biển nữa, bây giờ mình sẽ mở đại một cái số 44, 15, 46, 73, 44, 46, số 15 đi. Gì đây? Ok. Lỗi đáy biển anh em à, lỗi đáy biển, mặc dù hiện tại giờ mình chơi con vua biển sâu nhưng mà lấy để dành anh em. Hiện tại giờ mấy cái lỗi con, mấy cái đồ chơi của con vua biển mình nhiều lắm. À, cho anh em xem nè. Ủa sao có một cái ta? Mình nhớ mình lấy đồ chơi của con vua biển gì mà ta. Ừ, kỳ vậy. Sao có mỗi một cái của con vua biển à? Mấy kia nó mất tiêu hết rồi đấy mà. Kỳ vậy. Thôi kệ đi. Mình chắc là mình nhớ nhầm anh em, chắc mình nhớ nhầm con gì đó. Ok, xong. Cái này mình sẽ phải chọn anh em. Thôi, để sau đi. Bình thường là mình hay đi quỹ thác anh em, hay chọn
đa số là mấy cái đồ chơi của con vua biển là nhiều. Đây được mấy cái lỗi của con mặt nạ ngọt ngào nè. Rồi ok, còn gì hoạt động hôm nay cũng không còn có hoạt động gì nữa mà có thể làm. Sáng mình có một cái thẻ vàng mình xả mất tiêu rồi. Huấn luyện khắc nghiệt hình như mình đi rồi phải anh em. Giờ mình xem lại thử đây. Mình đang sử dụng con Kabuto để mình đi, để mình kiếm mảnh Kabuto anh em. Cái này khi mà anh em chọn tướng nào đi thì nó sẽ rớt ra mảnh đó, kèm theo là cái mảnh của bill vàng anh em, kèm theo mảnh mà con tướng anh em chọn nó đi á. Đó, để mình xem lại được mảnh Kabuto hay không. Ok, Kabuto với lại bi vàng nè. Mảnh bi vàng cực kỳ dễ kiếm anh em. Anh em chịu khó để ý này là dễ kiếm nè. Anh em chọn thêm con bi vàng nữa là sẽ ra được khá là nhiều. Hồi sáng mình như mình xem đã thấy trên YouTube có một bạn kia ra được cái trang bị cam hay phải anh em, trang bị vàng á. Như là đi nghe bạn nói là đi nhà tiến hóa. Đi nhà tiến hóa mình đâu có thấy đồ đạc gì đâu. Ngày kia đó chắc ở mấy cái ải, mấy cái phòng cao cao lên xíu mới có hay sao anh em. Mình thì lười lắm, mình làm biến đi lắm anh em, cho nên là mình đi tới đây thôi. Đấy, được thêm một cái bé chiêu mộ cao nữa. Hôm nay đen quá, không mở được cái gương hội rồi anh em à. Hôm nay cực kỳ đen luôn, đen dữ luôn anh em à. Tiếc quá, gương hội đồ ngon lắm nha anh em. Nhiều khi mở ra đồ tím rồi đó, kim cương thì kia các kiểu nhóc luôn. Buồn quá anh em, mất hết cái gương hội rồi, buồn thiệt chứ. Thôi kệ đi, để cái gì xíu nữa mình sẽ đợi mở chiều mở lại không sao hết. Rồi ok, bây giờ vô trong siêu thị xem thử là có gì để mua hay không. Ngày thường hôm nay mình cũng đã mua thể lực xong hết rồi. Nhân vật tại giờ mình đang úp chế con bi vàng lên cam cộng 1 anh em. Đó, anh em thấy không, mình gần full hết rồi nè. Đây, bây giờ mình sẽ để mình càng quét ở bên đây đi, kiếm nguyên liệu đập lên cho con bi vàng lên vàng cộng 1. 151 rồi, 103, chắc khoảng cả 2-3 ngày gì đó mình sẽ lên được em. Bây giờ mình là 923. À, tai quả bất ngờ anh em. Đi cái này hên xui, hôm qua mình đi mình kiếm được món nhang bị tím lấp la lấp lánh hơn nữa anh em. Hôm nay mình sẽ đi tiếp. Đừng kích nha đại ca, đại ca ZZZ. Đây, ôi, bạn này xài đồng đế hả? Xài đồng đế rồi thì mình thay Kabuto vô hoặc là con ba lỗ vô đi. Đó, ok. Ủa, mình đổi con đồng đế ra, ổng cũng đổi con đồng đế ra luôn này. Chứ này, tem không có đồng đế này. Tem không có đồng đế để mà kích nộ anh em. Tem này là toàn trâu bò không à. Pubuki nữa, Pubuki thì bút giáp, ôi, xài coi ghê nót anh em. Sụp đổ. Ôi, cho anh bi vàng bắn trước, giờ mình đâu có năng lượng đâu mà mình ra cái chiêu tán bấy nhầy vậy anh em. Ba lỗ mình đang úp khá là nhiều máu anh em, nên là khá là trâu. Nghe lời mấy anh em mình úp full máu cho cái con ba lỗ luôn. Ok, đây, mình đã có thể là tán được rồi nè. Xúc luôn, 290. Ok, hên, tán được một phát anh em. Hên là cái ông Huy vàng, ổng nhường cho mình tán một phát. Rồi luôn rồi, ảnh dành với mình cái mana nữa, ảnh dành mana với mình nữa. Huy vàng đi đam boss nó yếu nè, đam boss nó dở. Đi này phải có thêm con vua thú hoặc là samurai cũng được anh em. Samurai nó có khả năng truy kích nữa. Sam với lại vua thú này kia truy kích ngon lắm anh em ơi. Mình là mình khoái đem, phải nãy biết vậy mình đem con vua thú theo được rồi. Ôi, được món lấp lánh này anh em, phòng thủ sát thương. Trời ơi, phòng thủ lại miễn thương nữa. Cái này tấn công bạo thương rồi luôn. Hình như là hôm nay mình hết lượt rồi phải anh em. Giờ mình đi một hai lượt gì rồi đó. Chắc là mình để nãy mình quên để ý. Đây ok, xong được cái nhiệm vụ nữa. Ôi, còn gì để mình làm nữa không anh em? Hôm nay chốt, chắc là hôm nay là chốt lên được 902k lực chiến anh em. Không lẽ nào mà lên được nữa. Để mình xem nữa còn gì để làm hay không. Tiếc quá anh em ơi. Tiếc mấy cái gương
gương hỏi nên em tiếp tiếp mấy gương hỏi thôi. Tại vì biết đâu được mình mở ra được món tím rồi đó thì sao anh em? Khá là ngon. Thôi kệ đi, biết đâu được tối nay mình mở gương gương bót hỏi, gương bót hỏi mình được món tím rồi sao anh em? Biết đâu được. Rồi ok, để hôm nay khoan để mình xem thử hôm nay còn cái gì để mà úp cho mấy con tướng của mình hay không. Bây giờ mình đang kiếm thêm cái trùng sinh nè, để mình trùng sinh con vaccine men lại. Mình sẽ úp cái con này lên, Fubuki lên, để mình xem thử con mặt nạ của mình hiện tại bây giờ. Ôi thiếu nhiều lắm anh mà, con mặt nạ hiện tại bây giờ còn thiếu khá là nhiều á, 2, 4, 6, 7 nè, thiếu 100 mấy chục mảnh mà mặt nạ là mới có thể là úp lên, với lại thiếu này khá là nhiều nè. Bây giờ nếu mà mình trùng sinh con vaccine men lại là mình đủ đồ chơi để mà mình có thể là úp con Fubuki lên 5 sao luôn anh em. Úp Fubuki lên 5 sao luôn, khá là ngon. Nhưng mà còn thiếu kỹ vật anh em, còn thiếu kỹ vật của con Fubuki thôi. Anh em nếu mà thích mình làm về cái tựa game này hãy cho mình một like, một đăng ký và có động lực cho nhiều video hay. Ok, để xem thử còn gì để làm cho anh em xem nữa coi anh em. Nói chung là cái này giống như mà mình chơi game hàng ngày vậy anh em. Mình chơi game hàng ngày thì sẵn đó mình sẽ chia sẻ với anh em mà mỗi ngày mình sẽ làm những cái gì thôi. Đây được hai vé nè anh em, được hai cái vé hộp quà nè, chắc mình để dành cho đợt sau anh em. Mấy bữa nay mình mở cũng vẫn thế nào mà mình ăn full được cái bậc đầu tiên á, không thể nào mình ăn full được cái bậc đầu tiên. Thôi bây giờ mình sẽ vô trong hội đi. Ok, để vô trong tiếp tục đi thi đấu hội nè anh em. Hiện tại bây giờ không biết là cái hội bên kia là bao nhiêu điểm rồi nữa. Ui hai bên nó suýt sao anh em à, hai bên nó suýt sao luôn. Ơi quên nữa, cái gương ở trên này mình không có thể nào mình chui vô lấy được em, nó bị chặn ngang đây nè, không thể nào mình chui vô đó để mình lấy cái gương linh kiện nó được hết. Đen thì chứ khá là nhỏ anh em, nó đang thử thách mình sao, đang chọc tức mình em à. Được 13k vàng, nói chung là đi cái này được khá là nhiều kim cương, với lại được khá là nhiều vàng anh em. Mấy anh em chịu khó đi đây đỏ mới nói xong là có kim cương luôn anh em à. Hiện tại bây giờ mình đang còn hai cái vé khiêu chiến với lại quấy nhân rồi em, để xíu nữa mình kiếm Kabuto cuồng bạo ha. Đó ok, xíu nữa sẽ xuống mình hốt hàng Kabuto cuồng bạo cho anh em xem. Đây còn hai vé sẵn mình xả luôn cho anh em xem. Ở đây thì nó không có cho mình đem cái co Genos đi anh em, Genos chứ, Genos tiến sĩ á, cho nên là mình phải sử dụng cái đội hình này thôi. Bây giờ mình sẽ quýnh nhanh luôn đi anh em. Rồi mình tua nhanh nó qua luôn cho rồi. Không biết là được bao nhiêu đam ở đây, 5.1 triệu anh em à, chỉ có 5.1 triệu thôi. Để bây giờ mình sẽ thử mình quýnh bằng tay thử xem sao anh em, quýnh tay mình không sử dụng auto thử xem là nó sẽ được bao nhiêu đây, bao nhiêu đam anh em. Không có con nào thay thế gì hết anh em à. Đây bây giờ mình sẽ quýnh bằng tay nha anh em, mình sẽ quýnh tay nha. Đầu tiên mình sẽ cho con đồng đế này là quýnh bình thường thôi, bi vàng. Bi vàng mình thấy nó đam boss mà nó bắn đơn như vậy nó sẽ đam nó sẽ to hơn khá là nhiều. Đam to hơn so với mà anh em xài cái tuyệt kỹ anh em. Đó, cho con xe đạp đấm luôn chứ. Kiếm thêm mớ đam anh em, kiếm thêm mớ đam nữa. Đây, mình sẽ tạo khiên. Ui, cái này hình như là phải quýnh tới 10 lượt anh em à, 10 lượt lắm. Cho nên là khá là tốn thời gian anh em, cực kỳ tốn thời gian luôn. Ok, đây, tới đồng đế mình sẽ cho nó quýnh tay thôi. Bi vàng mình sẽ cho nó bắn suy sụp, ok, sụp đổ nè anh em. Không biết là sẽ được bao nhiêu đam đấy anh em. Đó, ôi, đấm có 3 nháy anh em, đen quá gì. Đó, 3 lỗ đấm 100 mấy chục đam anh em, 100 mấy chục k, khá là VIP anh em. Ui, trời ảnh đấm bấy nhầy luôn mà không có nhiều đam nha anh em. Ảnh đấm con xe đạp mình văng tung tóe, văng lên đập đầu xuống đất này kia các kiểu mà có tí xíu máu à. Mà ôi được có 3 đấm vậy ta, hơi bị ít anh em, hơi bị ít đấm ha. Nãy giờ con mặt nạ bên mình đấm hơi ít. Nãy giờ như là chưa được 5 nháy bao giờ anh em, nãy giờ toàn là 3 nháy thôi. Đây khá là đen. Nãy giờ mình quên xem thử cái con mặt con vi vàng nhé, vi vàng lên
năm sao không biết nó bắn như thế nào đây. Nãy giờ mình cũng không có test thử đam của em đó anh em. Thôi mình bỏ qua đi cho nhanh để mình xem thử bỏ qua đợt này được bao nhiêu đam. 5.1 triệu anh em, cũng vậy à, không có xe, nó xe không xe xích với nãy bao nhiêu hết anh em. Hiện tại bây giờ bên mình là 3239, còn ít thằng bên kia có tí xíu anh em. Đây, ít thằng bên kia có tí xíu điểm đó thôi à. Không biết là đợt này bên mình có thể là ăn được cái top 1 hay không anh em. Giúp đỡ không? Giúp đỡ luôn, ok. Đây, được thêm một điểm nữa, 40 rồi anh em à. Thôi, 40 rồi, để đi. Xíu nữa mình sẽ vô, mình sẽ đi sao. Để cho nó xít xít, gần xíu đi. Rồi, ok, để mình xem để còn nhiệm vụ để mà làm nó hay không. Trong hoạt động thì nói chung cũng hết hoạt động để mà làm rồi anh em. Cái vé vàng nè, có thể là vô kiếm con heo, ủi nó phát. À, cái này mình hiện tại giờ mình chưa cần lắm. Để dành anh em, để dành nó đi, sau này mình cần thiết mình sẽ vô lấy sao. Bây giờ còn cái gì để mình có thể là up lực chiến lên thêm không ta. Để mình vô mình xem thử anh em. Vô cái đạo cụ, vô cái bảo vật đi, mình xem thử là con bi vàng hiện tại bây giờ nó đã lên 70 rồi. Bây giờ mình sẽ up cho nó lên 71 luôn. 71 rồi anh em, đó. Xong, đấy con mặt nạ, để mình up cho mặt nạ lên luôn. Lên cho nó đam to xíu anh em. HP mình sẽ up cho cái con ba lỗ đi. Kabuto cũng được. Kabuto hiện tại giờ đang 70 rồi anh em. Up cho em lên 71 nha anh em. 71 luôn, rồi, ok. Bây giờ mình sẽ up qua cho con ba lỗ. Mình sẽ dồn máu cho con Kabuto với lại ba lỗ cho nó nhiều một xíu. 62. Ok, 63. Đây, ngon lành luôn. 905k được chiếm rồi anh em à. Cái này hiện tại giờ mình cũng không biết thay thế gì vô nữa anh em. HP nè, bây giờ mình sẽ up thêm HP cho cái con ba lỗ lên xíu anh em. Đó. Để bây giờ mình xem thử con ba lỗ mình hiện tại giờ đang là 370k HP. Kabuto hiện tại giờ mới có 301 anh em. Thua con ba lỗ nữa. Bi vàng 209, đam 76k đam anh em à. 76k đam. 76k đam ơi. CG low. Ủa, low hả? Là sao ta? Bữa như là CG god. Không biết ổng biết giờ ổng còn chơi hay không anh em. Sâu chin 801. Ôi, sâu chin lên được 801 anh em. Này là ai vậy ta? Khánh. Khánh lép 72 mà sao có 704 gì ta? Hay là do để mấy con này vô. Nhiều khi không để đúng tướng anh em, không để đúng tướng nên lực chiến nó hơi ảo xíu. Rồi Mr. Tay nè. Xịn xịn luôn anh em à. Tatsumaki nè. Ôi. Toàn tướng VIP Kabuto, ba lỗ Sam nữa. Bi vàng nữa. Trời, cái tem này mà ba con này nó bắn phát là chắc đứt bóng anh em. Tatsumaki Sam với đẩy bi vàng mà nó bắn phát chết đó. Để mình vô mình quánh thử xem sao. Mấy này không có test tử với đẩy nhóc sâu chinh nè. Mấy này không có test tử với nhóc sâu chinh cho nên là không biết bữa nay em nó mạnh hay lên cỡ nào rồi. Bi vàng mình bắn trước đây mà. Bi vàng mình bắn trước. Mình xem. Thịt. Ồ. Khá là ngon. Nhưng mà bên kia nó ba con này xả combo ra chắc chắn bên mình sẽ đứt bóng nè. Bây giờ mình sẽ hốt hàng con sao bên kia. Đây. Cái này mình quýnh tay anh em. Quýnh tay cho nên là hên xui. Có khả năng mình sẽ win được. Mình chưa biết. Con Tatsumaki khó chịu nha anh em. Thôi chết Tatsu nè. Chết nè. Hẹt. Ủa. Không phản đam anh em à. Không phản đam ta. Ui. Bảy nãy phản đam lại thì có khả năng là sẽ chết được Tatsumaki nhưng mà không chết. Ui, team bên kia VIP quá. Không thể nào win được anh em. Để mình xem. Ôi Mr. Tay mém xíu win thôi nè, mém xíu win. Tôm tép nè. Tôm tép hiện tại giờ đang là 857k. Ủa sao chậm vậy ta? Tâm tép hôm bữa là được chiến khá là khủng. Đi quýnh hôm bữa kéo mình đi quýnh gì ta? Đi quýnh boss anh em. Quýnh boss kiếm trang bị này kia các kiểu. Khá là VIP mà. Chắc là do không phải không có đeo đúng tướng hay sao anh em. Chắc là đeo con ấy vô. Bây giờ mình sẽ hốt hàng con Sam trước.
Bên kia còn Fubuki với lại Vi Vàng nữa nè. Đây, bản ram nhắc chết Fubuki này mà. Bản ram nhắc chết Fubuki. Không chết. Ủa, sao bên kia có tốc độ nó hơi chậm vậy ta? Đấy, ok, win luôn rồi anh em. Đấy, bắn phát này bản ram lại khá là thốn. Rồi, chắc là con đồng đế bên mình giải quyết phát là win luôn. Đấy này mình không có để auto anh em. Mình quýnh bằng tay cho nên là mình... Chắc là mình quýnh bằng tay cho nên mình mới win được anh em. Chứ bình thường mình quýnh bằng... để auto chắc mình sẽ không quýnh nổi anh em. Pin nè, pin giờ chắc lên được triệu mấy điểm rồi quá. Ủa? Pin sao xài cái tem kỳ vậy nè. Để mình bỏ qua thử ấy. À, chắc là pin giấu bài sao em. Thay mấy tướng này vô để mà giấu bài á. Chứ hôm bữa mình nhớ pin tới 1 triệu mấy đam, có triệu mấy được chiếm không mà. Bé mập. Ôi trời ơi, bé mập có Tatsu với lại vua thú anh em mà. Để mình vô mình quậy thử xem sao. Hiện tại giờ thì xíu nữa mình sẽ làm nhiệm vụ cho anh em. Mỗi ngày mình sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày với lại mình vô mình test thử đội hình quýnh lại. Quýnh nhau với lại mấy anh em ở trong bạn bè anh em. Mình vô mình giao lưu thử xem thử là cái con tướng nào im á. Để mình thay đổi vô trong cái đội hình của mình thôi. Ui, bắn phát này không biết là có em nào không gụng nổi này mà, không gụng nụ nổi. Rồi, anh sao mình kia căng quá này mà. Chết luôn rồi. Ôi, vip quá anh em ơi. Con mặt nạ mình không thể nào ra đòn được, phải nãy mặt nạ mình ra đòn được là có thể là mình sẽ... Ủi chết con Tatsumaki bên kia. Ủi con Tatsumaki bên kia để cho nó khởi ra đòn là chắc là con Vi Vàng với lại mặt nạ mình sẽ không chết nên. Bé mập lên 1 triệu đam luôn nè, bim bim. Ok, gấu ha ha, 369. Ok, đi o. Hôm qua ở trên kênh chat, ở trên cái thông báo chiêu mộ được tướng SSG mình còn thấy được mấy anh em tên là Fan 69 anh em. Đây, ở trên đây nè. Qua mình thấy được có mấy anh em đặt tên fan mình. Vui lắm anh em. Nhìn thấy khá là vui. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video ở đây nha anh em. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Và hôm nay thì kết thúc ở đây, 906k lượt chiến anh em à. Để mình xem thử từ đây tới tối mình còn cái gì để mình có thể up lên thêm lượt chiến hay là không. Tạm thời bây giờ mình không còn cái gì để mình up tiếp. Đây, ông này cũng xin lên 1k like. Ủa? Xin 1000 like anh em. Đây, cho ổng 1 like luôn. Đây, ok. Ổng 2000 mấy like rồi, ổng còn lên ổng xin thêm nữa. Tham lam. Ok, thôi mình sẽ kết thúc video ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo của từ game One Bull Man này. Và anh em nếu mà yêu thích cái series nông dân của mình, hãy cho mình 1 like, 1 đăng ký cho mình có động lực ra nhiều video hay hơn cho anh em xem. Và nếu có đóng góp ý kiến gì đó anh em hãy góp ý giúp mình nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến anh em và cho ra những video hay hơn, chất lượng hơn nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em nha.